Quảng Ninh thông tin về việc siêu xe lướt trên Vịnh Hạ Long. Ngày 16 tháng 11, đại diện Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh và Ban Quản lý Vịnh Hạ Long khẳng định không có loại hình dịch vụ hoạt động kinh doanh ô tô nước trên Vịnh Hạ Long. Đây là hoạt động trải nghiệm của một doanh nghiệp kinh doanh du thuyền khi nhập khẩu một dòng sản phẩm mới về giới thiệu và bán ra thị trường. Theo đó, ô tô nước là chiếc xuồng được thiết kế kiểu dáng của ô tô. Vào đầu tháng 11, công ty trên đã đưa dòng sản phẩm này xuống Hạ Long để trưng bày giới thiệu doanh nghiệp có tổ chức cho khách hàng trải nghiệm thực tế trên vịnh hạ long dù phương tiện đang chờ đăng kiểm theo đại diện ban quản lý vịnh hạ long đơn vị này cho khách hàng trải nghiệm chạy thử từ cảng tàu du lịch quốc tế tuần châu sang cảng gia luận cát bà hải phòng trên đường di chuyển về thì bị lực lượng chức năng tỉnh quảng ninh kiểm tra Ngày 4 tháng 11, Phòng Cảnh sát Giao thông và Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh đã lập biên bản nhắc nhở đơn vị về hoạt động trải nghiệm trên không được cấp phép. Hoạt động này đã bị đình chỉ. Ngay sau đó, phía công ty này đã đưa các ô tô nước lên bờ và di chuyển về Hà Nội. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip với hình ảnh một phương tiện hình dáng ô tô lướt trên mặt biển, chở theo 4 người, trong đó chỉ có một người mặc áo phao. Clip này khi đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút hàng nghìn lượt like và bình luận.